nhân vật uetun nakang lim tập 69, khung cảnh chuyển đến trước một sân bay lúc này phóng viên tập hợp đông đúc ở trước cửa vô số máy ảnh ống kính tập trung vào đại sảnh chợt có một nữ phóng viên nói cậu ấy đến rồi cậu ấy đến rồi cô liền chen chúc lên phía trước đưa cái mi dô phỏng vấn đạo diễn yipo anh có thể nói chút gì được không ạ à? lần này anh sẽ quay lại hàn làm việc tiếp sau ạ à? có vài tin đồn về phim mới của anh đó có phải sự thật không ạ à? tin đồn rằng anh sẽ là người chỉ đạo chính của bộ phim truyền thể từ tiểu thuyết nữ thần tượng có phải sự thật không ạ à? và cái người được phỏng vấn này là đạo diễn hollywood yi koi yun anh nói ưm um thì đúng đó là sự thật dự án tiếp theo của tôi quả thật là nữ thần tượng đó là lý do mà tôi phải quay về bây giờ ở quê hương gốc của tác phẩm và vùng đất của thần tượng chúng tôi sẽ tổ chức các buổi thử vai để tìm ra nữ chính khung cảnh chuyển đến studio Nơi làm việc của Gia Hy, lão đạo diễn khó tánh nói, mọi người làm tốt lắm. Ông cười tâu tuét, ha ha ha, mọi người làm tốt lắm, tuyệt vời. Lily thắc mắc, có gì đó không đúng thì phải, công ty đã dặn hôm nay chúng ta phải cư xử thận trọng, họ bảo tên đạo diễn rất dễ có mà. Gia Hy nói, à, cũng lâu rồi, rồi nhỏ hỏi, nhân tiện, người giúp việc của cậu có chờ chúng ta về chứ? Lily đáp, có, xe chờ sẵn ngoài đó rồi, rồi nhỏ nhìn xung quanh hề, cô ấy đâu rồi nhỉ, càng đi lại nói, cô ấy về trước rồi. Nhỏ hoang mang, gì cơ, cô ấy đã đi đâu, càng lim lấy điện thoại ra xem nói, lịch trình ban đầu tiếp theo là chụp ảnh ngoài trời, nhưng sau đó buổi chụp hình này bị hủy bởi vì trời đột nhiên chuyển mưa. Rồi cậu chỉ tay ra sau, nó được hoãn qua ngày mai, nhưng sau đó chúng ta có một buổi chụp hình khác, vậy nên, chúng ta không có lựa chọn ngoài việc liên hệ với công ty nhờ giúp đỡ, tuy nhiên, trang phục cho buổi chụp hình lại đang ở nơi khác nữa, vậy nên tôi đã nhờ người giúp việc của cậu đi lấy dùng. Chợt có người gọi tới, cậu nghe máy, vâng, xin chào, được rồi, tôi xuống ngay đây. Càng Lim nói với mấy em hậu cung, xe taxi tôi gọi đã đến rồi, mấy cậu có thể thay đồ và xuống xe ngay bây giờ. Lily thấy trình độ làm việc chuyên nghiệp của Cang Lim mà ngơ ngác luôn, cậu lại nói, à đúng rồi, tôi đã nghe nhân viên nói trước đó, hình như tổng biên tập Minh Huy Post cũng ở gần đó nhỉ. Vì chúng ta cũng thuận đường đi theo hướng đó, có muốn tạt qua một chút và gặp ông ấy không? Lily hoang mang hỏi, bé yêu à, gì chứ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu thản nhiên nói, hờ, ông ấy đã nói đến chuyện này vào lần trước đó, ông ta là rất mê tóc vàng, cậu cũng biết mà vậy nên nếu tôi giới thiệu cậu với ông ta ông ta chắc sẽ. Nhỏ sốc, không, không phải chuyện đó, sao, anh hoàn thành việc của mình nhanh vậy chứ? em hoàn toàn bất ngờ luôn ấy khi em đề nghị bé yêu đảm nhận chức quản lý em không ngờ bé yêu lại đỉnh đến như này hở ê cậu xoa đầu nghĩ mấy chuyện này thì đâu cần phải nhờ thông tin từ isw hay dùng vòng lặp mới quản lý được càng lim nói ừm um, cảm ơn cậu không nói thì tôi cũng không biết luôn ý ra hy làm cái mặt nhởn nhơ châm chọc có gì đó lạ lắm không ổn tí nào ngay cả cậu còn bất ngờ trước sự nhanh nhẹn của mình mà Càng lim cay cú, thật thà khen tớ thì có hại gì không? Lát sau, Hy và Lily đã thay đồ xong, rồi cả ba lên xe taxi đi đến nơi làm việc tiếp theo. Hy nhìn Lily hỏi, nhưng sao cậu có thể xếp lại lịch trình dày đặc quá vậy chứ? Ai cũng nghĩ cậu rất bận rộn, biết chứ? Lily nói, ôi trời, chẳng phải tớ cũng rất bận rộn sao? Chẳng giống một số người, cậu biết mà. Hy nắm được thốt liền phản bác, cậu hài thật đấy cậu nghĩ tớ sẽ không biết sao? cậu đã bị hủy hợp đồng làm người mẫu độc quyền cho một công ty thương mại đúng không? Lily ngạc nhiên. ê, sao cậu biết? Ra mỉm cười chế giễu. tớ biết mọi thứ mà. Lily cũng không chịu yếu thế mà đáp lại. ừm, cũng đỡ hơn là ai đó còn chả có bản hợp đồng người mẫu độc quyền nào để mất nữa kìa. hô hô hô. Ra Hy cay cú. gì chứ, cậu đang chọc tức to đó. còn Kang Lim thì nhức nhức cái đầu với hai em à nha. hai cậu ấy chẳng bao giờ ngừng gây lộn hết. Lily nói và tất nhiên tớ đến đây vì mục đích cá nhân, tớ phải cân nhắc lại lịch trình của mình hợp lý hơn khi ở Hàn, Gia Hy ngạc nhiên, hả, tại sao, Lily giải thích, tớ muốn tập trung vào buổi thử vai. Cậu cũng biết về nó mà, đúng chứ, buổi công bố vai diễn cho bộ phim, Nữ Thần Tượng, bên cạnh đó, bộ phim đó đang là một trong những tin nóng hổi nhất hiện nay mà. Gia Hy tay chống cằm nhìn ra cửa ánh mắt trầm tư, tớ là người mẫu, cậu biết mà, buổi thử va diễn viên đó thì liên quan gì đến tớ chứ? Lily nói, sao lại không, ban đầu cậu, là diễn viên nhí còn gì? Càng lim liếc nhìn ra Hy. cậu nhớ lại, những lời xeo ơn nhăng nói đều đúng. Yu ra ban đầu là một diễn viên nhí ở Hàn, khi cậu ấy học tiểu học. Khi chuyển đến Anh Quốc sinh sống thì cậu ấy ngừng diễn, nhưng sau khi bắt đầu sự nghiệp người mẫu, diễn xuất cậu ấy lại tiếp tục một thời gian ngắn. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn đã cướp đi cha mẹ của mình, cậu ấy phải dành thời gian để chăm sóc cho những đứa em của mình và lại một lần nữa từ bỏ nghiệp diễn. So với làm người mẫu tạp chí, diễn xuất đòi hỏi việc ghi hình qua đêm nhiều hơn và thời gian xa nhà cũng nhiều hơn. Vậy nên cậu ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ, Lily nói, em của cô bây giờ chắc đã đủ lớn rồi. Quan trọng hơn là chẳng phải cậu đam mê diễn xuất sao, ra hy thờ ơ đáp, hừm, ai bảo vậy thế, nó cũng chỉ là một công việc thôi. Lily nhắc lại, ôi trời, cậu quên sự cố sửa YG rồi à, khi cậu say, he he, tớ nữa, tớ cũng muốn được làm diễn viên, ra hy xấu hổ, sao cậu cứ lôi chuyện quá khứ của tớ ra nói vậy. Với cả nếu muốn trở lại làm diễn viên, tớ phải bắt đầu lại từ đầu, bên cạnh đó thì làm người mẫu cũng mang lại thu nhập ổn định cho tớ, tớ nên tập trung vào công việc này để có thể trả được hết khoản nợ nhanh nhất có thể. Lily bất ngờ, ôi trời, cậu còn nợ sao, ra hy nói, Chắc sẽ mất thêm khoảng 6 tháng nữa, tớ sẽ trả xong hết nợ. À, xem tới đây rồi thì cho hết xin một like với đăng ký kênh đi ạ. À? Được thì để lại bình luận để video tăng đề xuất ạ. À? Lily nói, tớ mong bộ phim, Nữ Thần Tượng, sẽ là bước ngoặt lớn của đời cậu, ra hi quay qua, gì. Mình mong đó là cơ hội để cậu được thành thật với lòng mình, và để cậu nhận ra điều cậu muốn thật sự là gì. Chỉ khi đó thì tớ mới có thể trả hết nợ cho cậu và thật sự vượt qua cậu. Zahi nói, dù sao thì tớ cũng không có ý hứng thú gì, chợt Kanglim Lim nói chen vào, sao cậu không thử xem? Sếp, Kanglim Lim quay lại, he he, và ai nói rằng chắc chắn cậu sẽ đậu buổi thử vai đó chứ? Hầu hết những buổi thử vai đều rất khó để vượt qua, cậu biết chứ. Lily không bỏ qua mọi cơ hội để đâm bạn mình, chính xác, nó giống việc đếm gà trước khi nở trứng vậy, Zahi đáp trả, này, nó giống đếm món tráng miệng của cậu trước khi được phục vụ hơn đấy. Càng Lim cũng chịu với hai ẻm luôn, bây giờ cả hai cậu đều nói sai, hai cậu có biết không vậy?" Zahy xấu hổ đỏ mặt nói, "Nhưng mà, nếu hai cậu cứ khăng khăng như vậy thì được thôi, tớ sẽ về nhà bàn chuyện này với Nazi." Khung cảnh chuyển đến trường Minweik Academy, cậu làm vẻ ngạc nhiên nói, "Ôi, thật á? Yuzahi cũng sẽ đến buổi thử vai sao?" Nazi nói, "Vâng, bọn em đã có buổi họp mặt gia đình để thảo luận và đưa ra quyết định." giờ em có thể phụ chị ấy lo cho mấy đứa ở nhà rồi, em nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để chị ấy quay lại sự nghiệp diễn xuất của mình. Đặc biệt hơn là bộ phim, nữ thần tượng, bản gốc, được coi là một kiệt tác, và đạo diễn phụ trách bộ phim này lại, là người rất tài năng và giành được giải thưởng danh giá gần đây không phải sao. Còn bé hào hứng, em mong là sẽ thuận lợi, em sẽ cổ vũ thật nhiệt tình, càng lim mỉm cười, không phải lo đâu đằng nào thì cậu ấy cũng sẽ đậu vai mà. Cậu lo lắng hỏi nhưng mà còn nữa dạo gần đây mọi chuyện như thế rồi con bé hỏi hở anh đang nói về chuyện gì vậy cậu thì thầm kẻ mà em bảo là kẻ theo dõi đấy chẳng phải em bảo dạo gần đây em có cảm giác ai đó đang theo dõi em sao đó là lý do mà gần đây ta về nhà cùng nhau sau khi đi học còn gì thậm chí lần trước anh còn gọi nói với em về chuyện đó mà à đúng rồi à lâu lâu em có cảm giác như ai đó nhìn em ý nhưng dạo gần đây anh đi cùng em thì cảm giác đó cũng giảm dần đi cảm ơn anh nhé càng lim vẻ mặt hơi nghi ngờ đáp thật à, anh mừng khi em nói vậy hừm chợt na di chỉ tay nói à hôm nay chúng ta cũng đi mua thứ đó được không ạ à? thì ra trước mặt của hai người lúc này là một tiệm kem a càng tìm tay cầm cái bánh mà vẻ mặt ngây ngô suy tư còn na di với ly kem trong tay mà gương mặt tỏ rõ vẻ hạnh phúc dạo gần đây em cực thích món này lúc đi về cùng anh nó trở thành niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của em mỗi ngày đó càng lim nhìn con bé mỉm cười thật á đến mức đó luôn sao trông em vui vẻ thật kìa he he na di ly kem cho cậu vâng nó không chỉ ngon mà cực ngon cơ đấy làm em có cảm giác như em chẳng biết gì về thế giới cả cho tới tận bây giờ anh nên ăn thêm đấy con bé mỉm cười vậy nên theo em cho dù chả biết là gì thì em nghĩ rằng đó cũng là một loại hạnh phúc rồi chuyển đến lớp của càng lim yuzahi đã nghỉ học kể từ hôm đó có vẻ như cậu ấy đang chuẩn bị kỹ càng cho buổi thử vai đó cũng vì vậy người đề xèo ơn nhăng chiêu chọc không còn ở đây vậy là chúng tôi đã ít nhiều gì giải thích về việc giả vờ đính hôn và nói với mọi người về sự thật mấy cậu bị ngốc à he he nhưng hầu hết ai cũng thừa biết điều đó rõ rành rành mà a à, ra là vậy ừm ha ha mình tự hỏi bộ mình nhìn không xứng đôi với cậu ấy đến vậy sao tổn thương thật chứ rồi cái lúc ở câu lạc bộ bất ngờ rami giơ một tờ giấy đến trước mặt Kanglim, lim cậu hoang mang hả con bé nói tiền bối vì anh là hội trưởng nên anh điền nó đi cậu bất ngờ hề này là cái gì vậy báo cáo hoạt động của câu lạc bộ á rami lại nói buổi thử vai mà tiền bối ra hy tham gia đấy nữ thần tượng những thử thách để trở thành thần tượng chính nó chính nói càng lim thấy tới công chuyện nữa rồi à vậy thì sao con bé lại nghĩ ra trò gì đó mà cười tinh mịch he he nghĩ kỹ thì buổi thử vai đó có vẻ cũng không tới độ phải nghiêm túc lắm, nó giống sự kiện quảng bá phim hơn. thậm chí họ còn bảo cho dù là người mới hay nghiệp dư thì đều có thể tham gia. nhìn vào nụ cười ấy là Cam Lim thấy hơi có điểm rồi a. À. này đừng nói là. Mi nói em luôn thất vọng vì chỉ có tiền bối Ra Hi và em bàn chuyện công việc. vậy nên ngay khi nghe nói rằng câu lạc bộ của chúng ta cũng cần tổ chức những hoạt động, em đã nghĩ đó sẽ là một cơ hội tốt. Lúc này Dung Ahat và Sirin đang vừa tám chuyện vừa đi vào. À, và đó cũng là lý do, ra mi chen vào một góc màn hình nói, vậy nên. Bọn em quyết định cũng sẽ tham gia buổi thử vai đó. Hai người mới đi vào nghe mà ngơ ngác không hiểu gì luôn. Nà ní, gì cơ, con bé lôi hai nhỏ tham gia mà không cần xem ý kiến luôn. Đi nào, dự án trường học thần tượng, càng lim bất lực, không phải chứ, đừng đột ngột thay đổi thể loại như vậy chứ. Khung cảnh lại chuyển đến căn phòng bí ẩn đó. Trên bàn là một cái máy tính đang mở gì đó, vì ánh sáng trôi quá mà Ad không thấy được gì hết. Thôi thì chờ xem diễn biến tiếp theo vậy, hẹn gặp lại vào ngày mai nhá, he he. Nhớ đăng ký kênh để xem tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Quét mã QR bên dưới góc trái màn hình để donate ủng hộ cho Ad nhé. Một ca ủng hộ của mọi người là động lực để mình tiếp tục ra thêm nhiều video mới ạ. À. Cảm ơn, mãi yêu.